Hôm nay em về ít hàng nữa nha. Đây là cá chốt trứng nè, xúc xích tươi nè, đây là vú heo chưa ướp nè, này vú heo ướp rồi nè, đây là giò dê Tây Bắc nè, đây là chả quế đồng bào với năm cặp bánh dày, là món order khách đặt rồi ship liền về ăn liền. Còn đây là lườn ngỗng khuôn nga khuôn khói. Chút xíu mình cân lên bao nhiêu miếng, bao nhiêu gram thì sẽ tính tiền trên gram.